chị Loan này, đây có phải con xe ế dài răng không? Ừ, con này á, phải đến nửa năm nay chị mới về con này. Về một con luôn, đừng nói là ế dài răng, em dịch ở đâu ra đây. Đây, em thấy cái tên đó là ế dài răng đấy. Đâu, đâu, để chị kéo em xem là đâu, đâu, cái câu đây. Đây là chữ Hyundai mà. Vera rút mà, ế dài răng ở đâu? Sao lại Vera đâu, em thấy gọi là... À, nó mất chữ V. Cái này là con này là xe gì chị nhỉ? Một xe Hyundai Veracruz. Veracruz đó, không đúng phải rồi, là ế dài răng à? Không, không phải, không phải. Thấy chưa? Một xe được sản xuất 2007, nhập khẩu Hàn Quốc, động cơ hơi lớn 3.8. Thế là con này là Hyundai Veracruz 3.8. Đúng rồi. Ây đó. Con này 7 ghế cực rộng luôn, rộng hơn Toyota Fortuner luôn. Thế là em nhìn cái con này nó to này mà nó 3.8 này thì xăng ăn như người. Thế là như người luôn chị? Ừ, xăng ăn như người luôn. Người phát là hết bao nhiêu lít rồi chị? Ờ, xương xương chắc tầm rơi tầm mười mấy lít đấy. Thế kiểu gọi là xe này là đi ăn phở phải gọi là ăn một bát trả tiền hai bát đấy đúng không chị? Ừ, không, cỡ chị thì được một thôi, cỡ em chắc đi con này chơi ba. Ba bát cơ? Đó, form dáng thì rất đẹp nhá. Và nhập khẩu Hàn Quốc thì dòng xe nó rất bền luôn. Thế là rổ giá này là con này là bao nhiêu chị nhỉ? Chị đang chào bán mức giá có 345 triệu thôi. 345 triệu. 345 triệu thì bao rút hồ sơ vận chuyển Bình Bắc Nam mà nhá. Em thấy là chị mà 1m8 mà đứng cạnh con xe này chắc chị được 1m rưỡi. Nhỏ bé nhỉ? Đấy. Quá nhỏ bé luôn. Đấy, quá nhỏ so với xe luôn. Quá to à. 7 chỗ mà nó cái dòng này chị bao vượt Bắc Nam luôn. Thế là 345 triệu luôn. 345 triệu bao vượt Bắc Nam xe, khá đẹp luôn. Con này là ai không ngại mà tốn xăng là đi con này quá ok chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, nếu mà mua thì chị sẽ về đúng chữ ở đây. Dụng mất chữ cái này nó dán mà. Chữ thêm V nữa đúng không? Ừ, dụng mất chữ. Thế bảo cho V to đùng luôn đấy nhỉ. 345 triệu thôi nhá.